Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Hãy lạc quan và trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát và thầy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thời gian này, các gia chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ gặp được những chuyện gì tốt và cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực. Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi. Những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người tuổi Kỷ Hợi luôn trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Và là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực, vì vậy sự nghiệp trong tháng sẽ tăng lên đều đặn. Hơn nữa, nhờ có quý nhân giúp đỡ, nên trong công việc sẽ giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi, thành công đến quá nhanh có thể khiến bản mệnh mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng, cho nên bản mệnh cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Ngoài ra, người tuổi Kỷ Hợi khá chủ động trong việc tình cảm. Bản mệnh sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu, không ngần ngại, e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt sẽ giúp bản mệnh tìm được tình yêu của mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều bản mệnh hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hạ tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Quý âm thủy khắc hợi âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tỷ hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh.
Để công việc thành công và gặp nhiều may mắn thì các gia chủ tuổi Hợi nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Vận trình sự nghiệp của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch không có nhiều biến động. Bản mệnh cần khắc phục những khó khăn và sai lầm mắc phải trong thời gian qua. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và đừng vội nản chí, rồi tất quả sẽ vượt qua. Xem tử vi tháng 4 âm lịch còn cho thấy rằng bản mệnh sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh, một phần cũng nhờ sự nâng đỡ và tương trợ của quý nhân. Trong thời gian này, quý nhân đã chỉ đường, so lối nên bản mệnh có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê, lạc lối. Một phần khác, nhờ bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng đối với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ rằng phải giữ gìn cho mình khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hận không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Kỷ Hợi hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về mặt tài lộc, tử vi tài lộc tuổi Kỷ Hợi năm 2021 nhận thấy trong tháng 4 âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến bản mệnh đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, bản mệnh cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Xét về tài vận tháng 4 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi biết quản lý tài chính, nên mức thu nhập có thể không quá lớn, nhưng vẫn đủ để dùng dỉnh chi tiêu. Hơn nữa, bản mệnh có bản tính lo xa, nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Có điều, kênh Phong Thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở bản mệnh, hãy giảm bớt thói quen phù phiếm của bản thân. Chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng khiến quý gia chủ rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên tâm vì quý gia chủ là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất trong năm 2021. Còn nhiều thời gian để tăng tốc tài vận cho chính mình. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về mặt tình cảm và gia đạo, bước sang tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ của người tuổi Kỷ Hợi không được suôn sẻ. Những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, họ có thể cãi nhau về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi quý gia chủ giận dữ, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh, bởi vì hai người đã sống với nhau trọn đời. Vì vậy, đã biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 4 âm lịch này, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình.
Trong thời điểm này, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam sắc khai vận, hợi, mão, mùi. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Đồng thời, vòng còn giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ giữa bạn và người đó và những người xung quanh. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng tư âm lịch cho rằng trong tháng này, sức khỏe của những người tuổi Kỷ Hợi có chút xấu đi. Bởi vì ở độ tuổi đục tuần nên sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Đều do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ, nạp âm trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử, dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, từ ngày 21 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, Kỷ Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 4, từ ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, Tân Tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể công việc được thuận lợi. Đầu tiên, ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Bính Dần, nạp âm Lô Trung Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 3, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Mậu Dần, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ, thì những công việc trọng đại khi để chọn được ngày, giờ, đẹp, phù long tương chủ, hãy nhờ thầy tài lộc và gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.